Chào mừng các bạn quay lại với ngôn ngữ lập trình C++. Chúng ta tiếp theo lượt bài giảng sẽ đến phần hàm. Khái niệm về hàm trong cái ngôn ngữ lập trình C++ đó là nếu chúng ta viết tất cả các dòng lệnh ở trong hàm main. Khi chúng ta sử dụng hàm main như vậy thì sẽ có rất là nhiều đoạn lệnh bị trùng nhau. Như vậy, khái niệm đầu tiên đơn giản đó là hàm giúp cho chúng ta lược bỏ những cái đoạn code bị trùng lắp. Thứ hai, khi chúng ta viết bằng hàm thì giống như một người sếp, khi cần có một cô thư ký sẽ có một cái hàm có đúng chức năng thư ký để làm việc. Khi có một anh tài xế sẽ có đúng một hàm tài xế làm đúng chức năng tài xế để làm việc. Như vậy làm cho chương trình chúng ta gọn gàng và dễ hiểu. Hàm để cú pháp để có khai báo một hàm. Cú pháp là kiểu trả về giá trị trả về kiểu trả về kiểu giá trị trả về của hàm, tên hàm và hàm số bên trong cặp mặt tròn. Kiểu trả về thì chúng ta có hai dạng là có đối số trả về và không có đối số, có cái giá trị trả về và không có giá trị trả về. Tên hàm chúng ta đặt tên theo tên biến. Quy tắc đặt tên hàm giống như quy tắc đặt tên biến. Tham số có thể có hoặc không, nhưng luôn luôn phải có mặt tròn. Kiểu trả về thì chúng ta có thể sử dụng void để không có là có không có đó kiểu trả về và một cái giá trị khác void để có giá trị trả về. Ví dụ in lost double. Chúng ta cùng theo vào ví dụ sau. Hàm không có giá trị trả về. Với tên hàm, hàm không trả về giá trị. Hàm không trả về giá trị. Hoặc là function no return chẳng hạn vậy. Trong đây sẽ không có cái tham số. Như vậy, ví dụ ta cần có lệnh mỗi lần gọi đến hàm này nó sẽ xuất ra đây là hàm không có giá trị trả về. Ví dụ vậy. Ở hàm main, sau khi khai báo được một cái hàm, thế nào là hàm? Khai báo được cái hàm rồi, ta sử dụng hàm trong hàm main, ta chỉ việc gọi tên của hàm và cọp ngoặc đi theo sau đó. Nếu hàm này có đối số trả về, ta có thể tạo một vùng nhớ để chứa đối cái. Nếu hàm này có giá trị trả về, ta tạo vùng nhớ để chứa giá trị trả về. Nếu không có giá trị trả về, ta chỉ việc xuất nó đi. Ví dụ để sử dụng hàm function no return, chúng ta chỉ việc xuất nó đi, gọi đến cái tên nó và cọp ngoặc đằng sau nó. Khi chương trình thâm dịch tất cả các lỗi sẽ không có thì chương trình sẽ bắt đầu tấn tại hàm main để kiểm biến vùng nhớ cấp phép, sau đó gọi đến hàm function no return để xuất thông báo đây là hàm không có giá trị trở về. Đó là để cho đẹp là có thể thêm cái lệnh xuống hàng ở đây. Hàm thứ hai là kiểu hàm có giá trị trở về. Hàm có giá trị trở về tức hàm có return mà chúng ta tùy theo cái giá trị trả về đó là chúng ta sẽ ví dụ ta cần tính tổng hai giá trị AB nào đó, ví dụ như function return ta cần trả về hai giá trị AB nào đó, ví dụ int A return của giáo. Đây là hàm có giá trị trả về. Giá trị trả về là gì? Ta dùng viêm return để trả về giá trị. Nếu như trong này của ta là các số nguyên thì chúng ta sẽ trả về giá trị của hàm sẽ là int. Trả về giá trị kiểu số nguyên thì ở đây hàm sẽ có cái vùng nhớ để chứa cái giá trị trả về số nguyên là vùng nhớ kiểu số nguyên.
Nếu như ở đây chúng ta trả về là một ký tự thì vùng nhớ trả về sẽ là một ký tự. Ví dụ ta trả về ký tự là C thì chỗ này phải là kiểu trả về phải là chứa được cái giá trị kiểu ký tự chữ chữ đó C đó. Và ví dụ đây là hàm function no return. Còn đây sẽ là hàm có giá trị trở về. Hàm có giá trị trở về, ta có hai cách. Một, ta có thể khai báo một cái biến C hoặc biến D nào đó để chứa cái giá trị trở về của hàm sau khi gọi. Ta chỉ cần gọi cái tên hàm co và cái dấu ngoặc bên trong hàm. Hàm này không có tham số, tức là bên trong ngoặc chấm rỗng. Và hàm này có giá trị trở về thì ta có quyền khai báo, có thể khai báo một cái giá trị trở về đó để chứa giá trị mà hàm trả về này, sau đó xuất cái giá trị trở về đó ra. Ví dụ như vậy, hàm này trả về một giá trị là C. Vì vậy cái vùng nhớ mà để cho có thể chứa giá trị của hàm trở về đó là tra chứa giá ký tự C này vào. Ta lại dùng một cái hàm, ta sau khi gọi hàm ta lại dùng một cái vùng biến cấp phát một vùng nhớ cho một biến D chứa giá trị trở về C đó và xuất cái biến D này ra. Như vậy ta xuất được giá trị C. Tuy nhiên nếu các anh cách sử dụng cách này thì ngoài cái vùng nhớ ta cấp phát cho hàm, ta mắc một vùng nhớ 1 byte. Khi ta khai báo một cái biến D, ta lại mắc thêm một cái vùng nhớ 1 byte nữa để chứa cái giá trị mà hàm trả về. Như vậy có bạn có thể tiết kiệm cái vùng nhớ đối với những cái giá trị, những cái bài toán đơn giản bằng cách bạn xuất luôn cái giá trị mà hàm trả về. Như vậy ta sẽ đỡ tốn vùng nhớ. Tùy theo cái yêu cầu bài toán và tùy theo cách thức lập trình của bạn mà chỗ này ta có khai báo biến để chứa hay không. Như vậy chúng ta đã phân biệt được hàm có giá trị trở về và hàm không giá trị trở về, và cũng như cách khai báo một hàm như thế nào, cách sử dụng một hàm ra sao.